Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đi Review. Vậy là chính thức bước sang năm mới rồi. Và đây cũng là video đầu tiên của mình trong năm 2020. Mình xin chúc các bạn là năm mới gặp thật nhiều may mắn này, thành công trong cuộc sống và có thật nhiều sức khỏe để học tập cũng như làm việc nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin cực kỳ hot, cực kỳ nóng bỏng đến từ hai sản phẩm mới ra mắt của nhà Samsung, đó chính là S10 Lite và Note 10 Lite. Và đây là hai sản phẩm mà đánh dấu bước thay đổi mới của nhà Sam với những mong muốn là mang những tính năng cao cấp của dòng flagship xuống cho nhiều người dùng hơn, nhiều người trải nghiệm hơn với những giá thành rẻ hơn rất là nhiều. Và chi tiết như thế nào thì chúng ta cùng khám phá ngay trong video dưới đây nhé. Bắt đầu thôi. Nhìn qua thì cả hai sản phẩm máy thiết kế tương tự gần như nhau, chỉ khác nhau một cái là phần đặt camera sau thôi. Với Note 10 Lite thì chúng ta sẽ có cụm camera xếp theo hình chữ L, còn với S10 Lite thì camera được đặt theo chiều dọc. Và Note 10 Lite thì chúng ta sẽ vẫn có riêng chiếc bút S Pen đặc trưng của dòng Note. Tất nhiên thì phiên bản Lite nên là cả hai chiếc máy này sẽ không có cạnh màn hình được nằm cong giống như đàn anh của nó. Quay trở lại với mặt trước thì Galaxy Note 10 Lite và S10 Lite thì đều trang bị màn hình Super AMOLED 6.7 inch, độ phân giải Full HD Plus. Thiết kế theo kiểu đục lỗ Infinity O, và kiểu thiết kế này thì đã xuất hiện nhiều trên các dòng A và M rồi, nên là chúng ta cũng có thể thấy rằng là năm 2020 hầu hết các mẫu smartphone của Samsung đều thiết kế camera đặt theo kiểu này. Galaxy Note 10 Lite và S10 Lite thì vẫn sử dụng vân tay trong màn hình, nhưng đó là dạng quang học chứ không phải là cảm biến siêu âm như phiên bản cao cấp nữa. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, vì đây là hai sản phẩm ở phân khúc thấp hơn đúng không nào. Và Galaxy Note 10 Lite sẽ ra mắt với 3 màu sắc, đó là màu Aura Glow, đen, đỏ. S10 Lite sẽ có 3 màu sắc chính, đó là đen, trắng và xanh. Tiếp đến phần hiệu năng thì có lẽ đây sẽ là sự khác biệt lớn nhất của hai chiếc sản phẩm này rồi. Galaxy Note 10 Lite thì sở hữu con chip Exynos 9810 trên tiến trình 7 nanomet, tương tự như là Galaxy Note 9, và đi kèm theo đó sẽ là RAM 8GB và RAM 6GB, ROM sẽ là 128GB. Galaxy S10 Lite thì sở hữu sức mạnh đến từ con chip Qualcomm, đó chính là Snapdragon 855, kết hợp với RAM 6GB hoặc 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Theo cá nhân mình đánh giá thì hiệu năng đến từ con chip Snapdragon 855 sẽ mạnh hơn rất là nhiều con chip Exynos 9810. Đặc biệt là bạn nào mà thích chơi game thì Galaxy S10 Lite sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Cả hai máy sẽ chạy hệ điều hành Android 10 và kết hợp với giao diện One UI 2.0. Đi kèm theo đó sẽ là viên pin rất là khủng lên đến 4500mAh, kết hợp với sạc nhanh 25W. Và các bạn lưu ý nhá, là hai sản phẩm này sẽ không hỗ trợ sạc không dây như là sản phẩm đang đi trước. Đấy là phần hiệu năng của Galaxy S10 Lite và Note 10 Lite. Thế camera của sản phẩm này thì như thế nào? Với Galaxy Note 10 Lite thì sẽ chứa cụm 3 camera với độ phân giải lần lượt là 12MP f1.7, camera góc siêu rộng 12MP f2.2 và một ống kính tele 12MP f2.4. Galaxy S10 Lite cũng có 3 camera với cảm biến chính là 48MP và cảm biến siêu rộng 12MP f2.2, thêm vào đó là một ống kính macro 5MP f2.4. Đặc biệt là Samsung S10 Lite là smartphone đầu tiên được trang bị công nghệ chống rung Super Step DOS, mang lại độ ổn định cao hơn cho các bức ảnh và video. Cụ thể chất lượng hình ảnh của hai sản phẩm này như nào thì các bạn hãy cùng mình chờ đón khi có sản phẩm trên tay nhé. Chưa có thông tin chính thức là khi nào hai sản phẩm này sẽ được bán tại Việt Nam. Bạn nào mà đang nóng lòng muốn mua các flagship của Samsung thì có thể tham khảo sang Samsung S10 Plus hoặc Note 10 Plus đang có giá check-in cực kỳ tốt, chỉ từ 13.290.000 thôi. Bạn nào quan tâm thì mình để đường link gọn gàng bên dưới nhé, các bạn có thể click vào tham khảo. Như vậy là mình vừa tổng hợp cho các bạn những thông tin chính về bộ đôi siêu phẩm, đó là Galaxy S10 Lite và Note 10 Lite. Các bạn nghĩ sao về bộ đôi siêu phẩm này? Liệu nó có xứng đáng với mức giá mà Samsung đã đề ra không? Thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.